cha tổng, quý cha tổng tế, quý thưa quý tu sĩ nam nữ và anh chị em, hôm nay chúng ta như là một cuộc hành hương đi về nguồn. Từ năm 1851 thì ở chỗ này, Đoàn Cửa Sâm này, đó là cái trung tâm đầu tiên của các vị cửa sai, các vị truyền giáo đến trên miền Kinh Tây Nguyên và đã lập nên một cái trung tâm điểm ở đây, cùng với ba nơi khác nữa là bốn trung tâm đầu tiên ở trên cái miền đất Tây Nguyên này. Hôm nay chúng ta trở về nguồn, đến nơi mà cha bề trên đầu tiên của giáo phận đã gửi thân xác của ngài ở nơi đây, cha Phêrô Công là Phêrô Bocli, ngài đã an nghỉ ở đây, và cũng có một số các anh chị em tín hữu cũng đã nằm nghỉ an nghỉ ở chỗ này. Hôm nay là một cái dịp đặc biệt để chúng ta di dời mộ của các ngài lên trên vùng đất cao hơn, bởi vì sắp tới đây sẽ có một cái công trình thủy điện và sợ rằng cái nơi an nghỉ của các ngài sẽ bị ngập. Cho nên hôm nay chúng ta quy tụ ở đây để dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ngài, cầu nguyện cho cha cũng như là cho các anh chị em an nghỉ ở đây. Xin cho linh hồn của Bốc Bê cũng như là anh chị em ở đây, nếu mà còn có những thiếu sót nào trong cuộc sống mà chưa được hưởng nhan Thánh Chúa, thì ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho cha cũng như là cho các anh chị em ở nơi đây. Và nếu mà ngài đã được hưởng nhan Thánh Chúa cũng như là anh chị em ở đây đã được hưởng nhan Thánh Chúa rồi, thì chúng ta cũng xin các ngài chuyển cầu cho chúng ta là đàn con cháu của các ngài, đặc biệt là anh chị em con cô ở trong cái vùng này, là những con cháu, những cái người tiếp nối của những người đầu tiên mà Bốc Bê cũng như là các vị truyền giáo đầu tiên đem tin mừng đến. Và để cho lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận, chúng ta trước khi dâng thánh lễ, chúng ta hãy nhìn nhận những thiếu sót, những yếu đuối của chúng ta trong cuộc sống, xin Chúa thứ tha để xứng đáng thực hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cầu nguyện Chúa ban ân và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong lời bằng chứng, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Sống của những kẻ đã chết và là niềm hoan lạc của các thánh.
Chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa là linh mục Phêrô Bê và các anh chị em an nghỉ nơi đây khi đã thoát khỏi xiềng xích sự chết, được vào nước Chúa hưởng vinh quang muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa và Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người ăn sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Sống lại thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Rồi đến chúng ta là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. Ơi em đê nhông ơ, gá tơ trông bơ ngai lơ, nhuôn qua cơ em bi lơ lê, yu thâu em gô hê sơ ngon thơ đê an ai, mà ư cơ đê tờ trò nghe kì kìa. Cơ lư tân bân sang lui cơ Giê-xu sang lời, tăng sang dung e ri. Bù thay nà, bân nà thay, lui cơ bông đê mạ sang, lối lâm Giê-xu. Bà giang gô nhạc căn hạp a công băng đi, gà bân bà giang, gà bân bà giang khát, nhôn a thay pa đất cơ em thoi âu. Vân mạ vay a ri thang ấy, vân gô vay khẽ nar di dùr. Trong vân ư cơ gô tru a roi cơ đê mạ sang lôi. Cơ lý hà đel cơ tăng bar a nhà, cơ tăng bar a kar dê lê. Bar thơ điệp pa yang re cơ nhang. Kata ai kada go jur deng plain dom da sang loj lam bok pito go yung eri adoy klai ko no tu pan ma wai eri ma wai wai dang ai adoy go tok khram pang kan hap ta ka pang hamal va di kada ta phot phong thai no vân go vay a tung tăng đi long lai thay na yem ba tay yua tom nur mana ma ha lem pa so di pal mana ji bar ba yang thank you.
thời ba gia ngoại băng nghiêm. Santo Juan de Chi. Giêsu khan cơ đề đàm từng là lệ sang chu chơ con bưng ai gỡ đầy bục vàng cứ tơ ba anh khan tơ ba cơ diêm tân gạt ba ở cơ đầy khoang một trôm tè đủ ở cơ ôm mời sân à hạp gỗ quay minh gạt không thâm địch trong tân hạp ôm hát nào gơ bù chinh rang play lơ bù ghít cơ tư trong e rì tăng lá bọc mà nó gô tư hiòm bọc mà chê tục tư trong e rì tăng lá tơ tèo bọc mà nó gô vây hấp e rì liên lạc bù bơm đa mình bọc ai a thầy kia in in quay tư dơ bọc mà bơm đa mình đủ quay tư đò bu bơm đa minh ba in gô lư gít cơ hợp. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu nó chết đi nó mới sinh ra được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha của thầy sẽ quý trọng người ấy. Mơ nó chi bất bà yang. Thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ để cầu nguyện cho cha Phêrô B và các anh chị em an nghỉ ở cái miền đất là cái trung tâm đầu tiên của các cơ sở truyền giáo trên miền Tây Nguyên này nói chung và địa phận Kon Tum của chúng ta nói riêng. Nhìn vào đồi núi chập trùng như thế này, chúng ta mới thấy công lao của các vị thừa sai đến trên miền Tây Nguyên này thật là vất vả. Không có đường xá như chúng ta bây giờ, trèo đèo, lội suối, băng rừng, vượt núi, các ngài đã rất vất vả để đến được cái miền đất này, để mong truyền bá tin mừng của Chúa, đem lại cho mọi người được nhận biết Chúa là cha, tất cả mọi người là anh em với nhau, và để cuối cùng thì được ơn cứu độ. Công lao của các vị thừa sai thật là lớn lao. Cho nên hôm nay chúng ta có dịp để đi hành hương về cái nơi đầu tiên mà cha Phêrô cùng Bọc Bê ngài đã đến đây, ngài đã làm việc ở đây
Ngài đã rửa tội cho những người đầu tiên ở đây và Ngài đã bỏ xác tại chốn này. Cầu nguyện cho Ngài để chúng ta nhìn lại quá khứ và chúng ta thấy được rằng tất cả những gì chúng ta thừa hưởng ngày hôm nay là nhờ những hy sinh của các vị thừa sai nói chung và của cha bề trên B nói riêng. Cổ nhân đã nói rằng nhân linh ư vạn vật, con người ta thì hơn con vật rất là nhiều. Cho nên những người đã qua đời chúng ta trân trọng và chúng ta tưởng nhớ các ngài đã an nghỉ và bước sang một thế giới mới. Bài đọc ngày hôm nay chúng ta thấy Thánh Phaolô muốn dặn cho tất cả mọi người chúng ta về cái niềm hy vọng sống ở đời này, chết không phải là hết, nhưng mà chết để bước sang một cuộc sống mới. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng Ngài muốn để lại cho chúng ta một cái niềm tin, một cái niềm hy vọng để chúng ta không phải buồn phiền vì cái chết như những người không có đức tin. Nhưng mà chúng ta tin rằng thân xác của chúng ta bỏ lại nơi lòng đất, nhưng mà linh hồn của chúng ta được mời gọi về hưởng nhan Thánh Chúa. Và trong bài tin mừng thì chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết thân xác của chúng ta như là một hạt lúa, cũng như chính Chúa Giêsu Ngài cũng đến trần gian, Ngài cũng đã chết và Ngài chết như là một hạt lúa, để hạt lúa rơi xuống đất mục nát đi để rồi phát sinh ra cây, những cây mới, những bông hạt mới phát sinh ra những cây lúa mới. Đời sống ở trần gian của chúng ta ngày hôm nay chỉ là một cái giai đoạn, rồi đến một lúc nào đó chúng ta cũng phải chết đi. Nhưng mà để cho cái chết của chúng ta không phải trở về hư vô, đi về vào cái cõi không có gì cả, cái chốn trống rỗng hư vô, nhưng mà chúng ta đi về với Chúa. Chúa Giêsu là người đầu tiên, Chúa Giêsu là hạt lúa đã phát sinh ra một cây lúa mới, Ngài đã trổ sinh ra biết bao nhiêu là những hạt giống mới qua cái chết của Ngài và qua việc phục sinh của Ngài. Chúa Giêsu đã chết và Ngài đã sống lại, và Chúa mở đường cho tất cả chúng ta cũng đi vào cái con đường đó. Chúng ta rồi cũng sẽ chết, nhưng mà rồi chúng ta sẽ chờ ngày sống lại, cũng như là Bob Petro B ở đây, cũng như là những anh chị em nằm nghỉ ở đây đang mong chờ đến cái ngày sống lại để cùng với Đức Kitô. Các ngài đã tin vào Chúa, đã sống, đã chết vì Chúa, thì các ngài cũng được sống lại giống như Chúa. Kính thưa ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các ngài, nhưng mà rồi chúng ta cũng nhìn đến chính chúng ta để có thể đi đến được một cái cuộc sống mới, thì chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Bởi vì có những người sống lại để được thưởng, nhưng mà cũng có những người sống lại để chịu hình phạt. Và cái điều đó được xác định ngay từ bây giờ khi chúng ta còn sống. Mình phải chuẩn bị như thế nào để chúng ta khi mà chết đi, chúng ta được đến với Chúa Giêsu, được lãnh phần thưởng nước trời mà Chúa hứa ban cho những ai trung thành với Chúa, những ai tin tưởng vào Ngài. Cầu nguyện cho những người đã qua đời, và cũng là dịp để chúng ta nhìn lại cuộc sống của chúng ta, để chúng ta mỗi ngày cố gắng hơn trong cuộc sống của mình, để có thể làm cho cuộc sống của mình trổ sinh những hoa trái thiêng liêng, và những hoa trái thiêng liêng đó tồn tại đến muôn đời, và sẽ những cái hoa trái đó sẽ dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống đời đời
ở bên hữu Thiên Chúa cùng với Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Chúng ta cùng đứng lên dâng lời nguyện tín hữu. Dĩ nhiên mỗi người chúng ta đến hành hương nơi đây, chúng ta có tâm tình, chúng ta xin gửi lên Thiên Chúa, và nhất là để cầu cho linh hồn của cha Phêrô Pam Okbe, anh Angeloi, anh Angetoi, anh Loi, cũng như cụ già đã giữ mộ của các ngài nơi đây là ông Phê Tô Đi. Chúng ta thành tâm dâng những lời thờ cầu nguyện chúng ta, xin Chúa nghe lời chúng ta cầu nguyện. Bây giờ đại nhóm mời mời họ bằng đoàn lui, bằng đoàn tự sụt, bế bên khóc ở bình bà giang, và dìm rời nhìn bà qua, mà nạt cơ, đôm bà ngol, mà nào, mà lột. Ở bồn bân bà bân khóm, ở bà giang, đi bằng bà nô. Amen.
anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chăm nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ với thầy cha để ta cùng hướng lên chân Chúa và hứa cho chúng ta cùng cầu nguyện với mọi người. Lạy Chúa, xin đón nhận của lễ chúng con nhân để cầu cho các tôi tớ Chúa và linh mục Phêrô và các anh chị em an nghỉ nơi đây cùng tất cả những người đang yên giấc trong Đức Kitô, nhờ hy lễ đặc biệt này được giải thoát khỏi xiềng xích sự chết, sẽ đáng được hưởng sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ôi ba yang wei bang yang. Chúa chúng con, đi từ nguyện tộc mình chịu khổ hình.
cầm lấy văn tha ơn về ra và trao cho các môn đệ mà nói. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một tay cơm ấy sau vừa ăn thôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Aloisio chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh mục Phêrô công và Bộc Bê và các anh chị em an nghỉ nơi đây mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tiền nhân, tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con nơi đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ân sanh tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, với thân cả Giuse bằng trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam cùng toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Tôi lạy Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giảng quyền rằng: Bà nhuôn nói tơ bình người đã Thank you.
sự dữ. Xin lỗi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con cho luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi kiến toàn. Đang kia chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Tương ban cho hội thánh được bình an và tiếp theo thánh ý Chúa, Chúa hàng sống và hiến chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hàng ở cùng anh chị em và cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chỉ cần trên bài giảng, chỉ bộ mà bài đi nhỏ để chặt tay. Phép cơ đề ở bài giảng sang cao lâm xong xa bằng con chiên.
Xương của cha B cách đây 162 năm. Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lại chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cũng thương cho người những người anh chị em chúng con được sống muôn đời. Xin Chúa nhận lại chúng con. Chúa đã hứa thiên rằng cho người trộm điếc khốn hối, xin thương đưa những người anh chị em chúng con về quê trời. Xin Chúa nhận lại chúng con. Sứ Hà Tây ở tại Lễ Chí cũng như Petrove đã góp công sức cho công việc đổ bê tông cái sân này cũng như là xây các ngôi mộ. Xin Chúa trả công cho tất cả. Và chúng ta cũng nguyện xin Chúa cho cha vị trên Phêrôbê cũng như là các anh chị em ăn nghỉ ở đây được về nước Chúa, đồng thời nếu mà các ngài đã hưởng nhân thánh Chúa rồi thì chắc chắn các ngài cũng nhớ đến chúng ta và phù hộ cho chúng ta là những người con cháu, những bậc hậu sinh. Xin cho chúng ta biết nhìn gương của các ngài hy sinh vì nước Chúa, không ngại những khó khăn về địa hình đất đai, con đường đi truyền giáo, cũng như là chúng ta thấy ở những cái nơi hiểm trở như thế này, rồi các ngài từ đây thì mới đi đến được cái vùng đất đồng bằng mà Thánh Kynos đã chỉ cho, tức là con tum của chúng ta ngày hôm nay. Trong tâm tình ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chúng ta nhớ đến các ngài, cầu nguyện cho các ngài, cũng như là chúng ta cũng biết sống như thế nào xứng đáng với công lao của các ngài để lại cho chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chung tùng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa và ơn cao thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Amen. In my way.